Ok, bây giờ thầy sẽ nhắc lại cái bài cũ, các cái phương thức quan trọng của model này. Model nó có các cái phương thức sau. Thứ nhất là nó có cái Chris. Đó. Phương thức Chris và trong đây nó yêu cầu các bạn truyền vào trong cái tiếng Việt này. Nó trong cái đây các bạn phải truyền vào một cái mã array ARR. Trong đó cái array này chính là cái gì? Thứ nhất cái array đây này đó, là các cái trường trong bảng cơ sở dữ liệu của các bạn đúng không? Đó, các cái trường mà các bạn muốn insert vào thì nó ở dạng là mảng như thế này, và các cái trường này nó cũng phải nằm ở trong cái fin label của cái thằng đô la fin label của cái thằng gì đấy model này đó, được chưa? Đây, fin label model nó cũng phải nằm ở trong đây. Đó, nhắc lại nha, thì chúng ta mới sử dụng được cái phương thức grid này, được chưa? Đấy là học buổi hôm trước chúng ta học rồi. Tiếp tục chúng ta có một cái phương thức nữa, đấy chính là update. Update này nó cũng có thể là truyền vào một cái mảng, được chưa? Cũng như thế. Đây, cũng phải truyền vào một cái mảng. Và cũng phải là các cái trường này luôn. Tất nhiên không phải là tất cả cái trường hợp thêm mới này chỉ là gì thôi. Cái thêm mới này tất cả cái trường này bắt buộc phải có trong đây khi nào khi cái trường đấy nó not null. Còn cái trường hợp update thì chúng ta không cần phải cho tất cả vào, mà chúng ta muốn update cái trường nào thì chúng ta liệt kê vào đấy thôi, được chưa ạ? Đó. Ok, demo luôn. Chúng ta sẽ vẫn chạy trên cái bảng danh mục của thầy thôi. Container và cái category container. Hôm trước chúng ta làm đến phần này rồi, đúng không ạ? Rồi, chúng ta làm đến phần này rồi. Các thầy ở đây demo một trường, các bạn có thể demo thêm nhiều trường thì các sau dấu trường sẽ là dấu phẩy, làm giống như hệ bài nát của thầy. Ở đây thầy dạy thì chỉ dạy cái luồng nó chạy như thế nào thôi nhá. Rồi tiếp theo này, chúng ta sẽ chạy thử lên cái project của chúng ta lên xem nó đến cái chỗ nào rồi. Thầy sẽ bật sao lên. Sao lại 999 này? Đây có phải project của mình không? Thôi chết rồi. Cái của mình nằm ở đâu nhỉ? À đây là ổ C, ổ D mất rồi. Đấy, sẽ chạy cái trong ổ C của chúng ta cài ấy. Sam này, htdoc này. Đấy, đúng là project chúng ta để lọt ở đây rồi đúng không? Thì thầy sẽ start ở đây đi. Start, start. Ok, bây giờ thầy sẽ mở trình duyệt và sẽ truy cập vào cái địa chỉ localhost 2.86 suộc Naravel 1908i. Enter cái. Lúc này nó sẽ lỗi bởi vì đợt trước chúng ta thay đổi rồi đúng không ạ? Thay đổi cái router rồi. Bây giờ thầy sẽ xem lại cái router mà nó gọi đến cái chỗ danh sách của category nó tên là gì, nó viết được viết như nào đúng không ạ? Danh sách là gì? Suộc list category đúng không ạ? Là dành cho đây 4. Ok, bây giờ chúng ta sẽ suộc cái đó để vào trong cái danh sách danh mục. Không có tên danh mục à? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xem cái tên của nó nào. Click vào cái phần gì suộc view vào category vào index xem nào. Chúng ta đưa ra lên rồi, tuy nhiên nó chưa có lên ở đây, vậy chúng ta lại phải kiểm tra database rồi. Xem database có ai động vào không. C1908i. Danh mục bảng nào nhỉ? Chúng ta đang kết nối với bảng nào nhỉ? Xem lại cái
Category, category name. Rồi, table categorizer đúng không ạ? Categorizer đây. À, chúng ta sai, không phải là name mà nó là gì ạ? Cat name, có đúng không? Đây này, bảng đây này. Category này, được chưa? Categorizer đúng không ạ? Chúng ta kết nối đến cái bảng này này, được chưa? Đó, cái đằng này của chúng ta nó là cat name cơ. À, vậy thì chúng ta sẽ sửa lại ở đây một chút. Đấy chính là cat name. Cat city name này. Đó, trong đây chúng ta cũng sửa lại cái thằng này thành cat city name. Bởi vì chúng ta bị thay đổi cái kia rồi sao, đúng không? Ok, tiếp tục chúng ta sẽ sang cái thằng controller, chúng ta xem là học viết như nào nào. Cast name và chúng ta sẽ đẩy sang thằng này. Sau đó các bạn đẩy sang view này để view category index. Category index các bạn kích vào đây và thay đổi cái thằng này. Nó phải là tên của cái trường trong database. Cast name. Được chưa? Ok, chúng ta nó lại là nó sẽ ra thôi. Đó, tên danh mục như này. Rồi, thường thường chúng ta sẽ thiết kế thêm một nút nữa để sửa xóa ở đây luôn, đúng không? Vậy thì ở đây thầy sẽ thêm một cái TH nữa. Rồi, thầy sẽ có thêm ở đây một cái td và sẽ có các cái nút nút a là một này, có cái class là btn success để dành cho lút sửa. Duplicate name dành cho cái thằng tang dành cho lút xóa. À, bạn nào lịch sự nữa thì có thể xóa, thì các bạn đưa cho nó một cái cảnh báo là bạn muốn xóa hay không, đúng không? Xóa sửa này. Ok, bây giờ chúng ta làm cái chức năng sửa luồng để chúng ta làm cái sửa này nhá, update này, luồng này. Thứ nhất, các bạn cần phải có mấy cái router, cần mấy router nào? Thứ nhất cần mấy router? Cần mấy router? Hai router. Router thứ nhất là router gì? Guest, đúng không? Để làm gì? Để chúng ta sẽ đúng rồi. Chúng ta sẽ cần phải có thứ nhất router guest để chúng ta làm nhiệm vụ là gì? Đẩy nó ra cái giao diện, đẩy ra cái form. Chưa. Cái thứ hai chúng ta cần đấy chính là router gì? Post. Post. Router post này để chúng ta submit cái form đi, đúng không ạ? Ok. Đó, chúng ta cần những cái như thế này. Có một lưu ý nữa là sửa xóa thì phải biết sửa xóa theo thằng nào, và PHP thuần thầy dạy các bạn là gì? Chúng ta sẽ phải gửi kèm theo ID để làm cái việc đó. Nhưng mà ở trong PHP thuần thì chúng ta sẽ viết nó như thế nào? Hỏi chấm ID bằng cái gì đấy, đúng không? Ví dụ hỏi chấm này, ID này, bằng này. Đó. Nhưng mà ở trong thằng NazaVeo này thì hôm trước buổi đầu tiên thầy dạy về router, thầy cũng chỉ luôn cho các bạn biết cái cách để chúng ta tạo một cái router mà có cái tham số truyền vào để chúng ta làm cái nhiệm vụ gì đấy, đúng không? Ok, vậy thì chúng ta sẽ viết router bằng cách các bạn mở cái file web.php và chúng ta sẽ viết ở đây. Hôm nay là đây số 5 rồi. Chúng ta sẽ viết như thế nào? Thứ nhất router 4.get. Rồi, còn bạn nào còn nhớ cái phần đó không? Exit categories. Rồi, có bạn nào còn nhớ cái đấy không? Alo, đồ. Đứng rồi à? Treo rồi à? Alo.
Alo, alo. Các bạn nghe được không? Sao của thầy nó bị cấm chat nhỉ? Sao nó bị cấm chat nhỉ? Buồn cười nhỉ? Vẫn bình thường à? Ok. Gửi tham số, sau đó các bạn sẽ dùng cái dấu gì ạ? Suộc, và các bạn sẽ gửi kèm cái tham số gì đấy ở đây, đúng không? Ví dụ chúng ta đang muốn bây giờ đại diện cho mỗi một bản ghi nó có một cái trường duy nhất mà không thể nạp lại được, mà cũng không trùng nhau được, đúng không? Đấy chính là ID, bởi vì ID của chúng ta nó chính là khóa chính, được chưa ạ? Ok, tham số thứ hai là chúng ta sẽ gửi đến container nào và action nào để xử lý. Categories, container, vào action là exist. Ok. Rồi. Bây giờ vào mở cái category container ra để tạo ra action exist. Public function ở đây sẽ thành cho hành động sửa cập nhật danh mục. Comment nào vào. Chúng ta có public function. Chúng ta đặt cái tên của nó là exist, đúng không? Action là exist. Rồi. Trong đây các bạn ở ngoài kia các bạn truyền vào cái tham số gì thì trong đây các bạn có thể nhận lại được, đúng không? Nhưng từ từ đã nhận, thầy sẽ dd ra để xem nó nhảy vào đây hay chưa. Ok. Rồi bây giờ thầy sẽ chạy lên và làm sao để nó vào được cái đó nhỉ? Oh, exist syntax errors ở category container dòng 33, chúng ta thiếu cái gì đó. Public function thiếu chữ C, đúng không ạ? Rồi, bây giờ làm sao để chúng ta truy cập được vào đấy ta? Sẽ gì ạ? Suộc này. À, xem nào, suộc cái gì nào? Suộc cái gì? Các nhà các bạn hay dùng mạng gì? Suộc cái exit và category đúng không? À, nhưng mà chưa đủ. Đây, suộc cái exit category. Lúc này nó báo 404 bởi vì không có cái router nào cả trong đây cả. Được chưa ạ? À, vậy thì gì? Cái router này chúng ta viết có tham số, vậy thì chúng ta cũng phải viết y hệt như vậy. Chúng ta sẽ có cái dấu suộc ở đây. Suộc một cái gì đó, ví dụ như là 1900 Viettel à. Đó, enter. Đó thì lúc này nó mới nhảy được vào trong cái function này của cái container này của chúng ta được, đúng không ạ? Rồi, ok. À, vậy thì bây giờ làm thế nào để chúng thầy viết ở cái nút A này bây giờ? Bây giờ thầy sẽ không phải là người ta sẽ không điền ở trên cái URL này nữa, mà bây giờ người ta sẽ thực hiện cái action trên cái hành động là kích vào cái nút này cơ, đúng không ạ? Vậy thì thầy sẽ phải gắn cái link trên nút đó, và cái link trên nút đó thì nó sẽ được làm như sau. Thứ nhất, cái bước thứ nhất các bạn phải đặt tên cho router, name. Cái name này chính là đại diện của cái router đó, hiểu chưa? Ví dụ thầy đặt là exist category. Exist category. À, sau đó các bạn mở cái thẻ A lên. Mở thẻ A lên này. Thẻ A lúc này của thầy nó nằm ở trang index này.blade.php này. Đây này, để chưa? Kích vào action sửa. Đầu tiên thay vì php hỏi chấm echo thì lúc này sẽ là bốn xoắn. Được chưa? Rồi, router. Đó, ok. Và các bạn sẽ điền tên của router vào đây là gì đấy, exit category, và chúng ta sẽ để ý nha, chúng ta để ý này, được chưa, để ý tinh này. Đó, nó bảo gì đây, missing required parameter trong cái router exit case, trong cái này nó cần gì ạ, tham số URI của chúng ta là gì, exit category thuộc cái ID. Vậy thì cái ID của tôi đâu mất rồi, chưa có, vậy thì chúng ta sẽ phải truyền vào, được chưa ạ? Ok, truyền vào như sau, các bạn sẽ dùng một cái mã chưa, sau đó là bạn sẽ có cái dona ID các cái thứ nhất các bạn có sẽ có cái ID này trỏ đến mảng nhá. Đó, dona kết dạ, kate kìa, hay là chúng ta cứ trỏ đến một cái link cứng đi đã, 19 gì gì đấy,
Được chưa? Đó, chúng ta có link kính cứng đi đã. Rồi bây giờ thầy sẽ nói lại này. Ok, kích vào nút sửa này. Đó, nó có một cái link là 1999 gì đấy. Tuy nhiên kích vào nút nào thì nó cũng có một cái tham số trên đây là 1 năm, bởi vì ở đây thầy fix cứng như vậy. Vậy thì bây giờ thay vì fix cứng thì chúng ta sẽ lấy cái giá trị của ID tương ứng với từng cái danh mục một, thì chúng ta sẽ có đô la gì đấy, kate trỏ đến ID. ID này chính là cái trường ở trong database mà nó là cái khóa chính của bảng danh mục thôi, không vấn đề gì, đúng không? Bây giờ thầy sẽ quay lại cái trang là NIST category và thầy sẽ kích này. Đó, các bạn nhìn thấy tham số trên URL nó thay đổi nhá, với từng một cái danh mục một thì nó sẽ thay đổi, được chưa? 3 này, 4 này, được chưa? Nhiệm vụ bây giờ là gì? Khi mà cái get này như làm cái nhiệm vụ thứ nhất là gì? Là gửi tham số đúng không? Thêm một cái tham số để chúng ta làm cái nhiệm vụ gì đấy. Thế thì bây giờ sửa thì phải biết được của sản phẩm nào. Vậy thì chúng ta phải làm cách nào đó chúng ta lấy được cái tham số trên cái URL đó về. Mà cách lấy tham số là gì? Chúng ta sẽ bên router gửi tham số gì thì container này chúng ta nhận được hoàn toàn như vậy, đúng không? Chúng ta có ID và đây thầy sẽ DD dona ID. Ở đây xem là dona ID. Rồi, để xem nào nó có quét về được không. Rồi, sửa 1 này, được chưa? Đó, Tuấn Anh này, số 4 này, được chưa? Đó, vậy hoàn toàn chúng ta lấy được cái ID. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng như sau. Chúng ta muốn update được thì có phải là chúng ta sẽ, bình thường thì các bạn sẽ viết là gì? Update này, tên bảng này, sau đó bạn set từng cái trường một, sau đó là đến với điều kiện, where một cái điều kiện gì đấy, đúng không? ID bằng cái gì đấy, chính xác không ạ? Đó, vậy thì trong cái update này chúng ta có chúng ta sẽ có các cái bước làm như sau. Thứ nhất là các bạn sẽ phải biết được cái ID đó là của bạn ghi nào. Thế bây giờ thầy sẽ tạo ra một cái biến là category chẳng hạn, đúng không? Thầy sẽ cho nó bằng, các bạn lại có một cái phương thức mới ở trong cái thằng model như sau. Chúng ta có model là category 4.fin. Fin vào trong đây các bạn truyền vào một cái tham số, phương thức key pin này nếu truyền vào cái tham số là ID, được chưa? Truyền vào khóa chính. Và đây chúng ta chính là truyền cái dona ID, được chưa? Sau đó các bạn sẽ DD dona category ra cho thầy để chúng ta nhìn thấy xem là nó trả về cái gì, được chưa? Tương ứng với mỗi một cái danh mục thầy kích, ví dụ áo sơ mi thì nó được cái một cái bản ghi này, đó, finable này, cat name này. Rồi chúng ta kích vào thuộc tính attribute, chúng ta có đúng cái áo sơ mi đó, được chưa? Ok, chúng ta lấy được đúng áo sơ mi đó. Rồi, bước tiếp theo chúng ta sẽ làm như sau. Rồi chúng ta sẽ áp dụng cái phương thức gì update đó bằng cách là gì? Chúng ta sẽ áp dụng cái đó bằng cách chúng ta sẽ dùng cái như sau. Dona category các bạn có thể trỏ đến cái phương thức là update. Trong cái phương thức update này các bạn có thể truyền vào một cái mảng tương tự như thế, được chưa? Ví dụ thầy sẽ update cái tên của nó, mặc định là name này, cat name này, bằng một cái gì đó, bằng một cái giá trị cứng đã là hiển không sợ chó. Rồi bây giờ thầy sẽ thử chạy action này nhá. Rồi thầy kích vào nút sửa này, áo sơ mi này, kích nút sửa này. Rồi ok, bây giờ thầy quay lại cái trang nít này, nát lại này. Đó thì cái danh mục của thầy nó sửa thành hiển không sợ chó, được chưa? Ok, như thế là chúng ta áp dụng được cái phương thức update này rồi, đúng không ạ? Tuy nhiên là cái mà hiển không sợ chó này là phải để cho người dùng người ta điền cơ. Mà người dùng người ta điền thì nó phải nằm ở trong cái form, chứ nó không nằm ở đây được. Ok, thế thì đầu tiên các bạn sẽ phải gửi nó sang cái form đã, được chưa ạ? Ok, chúng ta sẽ phải gửi nó sang một cái form. Vậy thì ở đây thầy sẽ comment thằng này vào, được chưa? Và thầy sẽ làm cái nhiệm vụ là gửi sang cái form trước. Chúng ta có return view,
Đó, chúng ta có category chấm exit, nhưng trang này, cái view này chúng ta chưa có, thì các bạn sẽ phải tạo vào, chúng ta tạo ra đâu rồi, view này exit chưa có. Exit thì giống add, chúng ta đắp duplicate đây là xong, đắp duplicate exit rồi. Ở đây các bạn sửa thành, sửa danh mục. Ok. Rồi sau đó các bạn chạy lại này, kích vào nút sửa này. Đó, nó sẽ chuyển sang cái trang là sửa danh mục. Và nhìn đủ chú ý chúng ta nhìn trên trên URL này, đúng không? Vẫn là cái thằng này. Thì cái bước tiếp theo là các bạn sẽ tạo cho thầy một cái router để xử lý cái nhiệm vụ post cái form nó lên, nên nó giống như cái trường hợp thêm mới rồi. Chúng ta cũng phải có một cái router nữa để post lên, đúng không? Router post chấm post. Chúng ta sẽ lợi dụng luôn cái tham số trên URI này, cái tham số URI này để chúng ta làm cái nhiệm vụ đó. Yeah. Rồi, tiếp tục các bạn sẽ tạo cho thầy thêm một action nữa để chúng ta xử lý, để cho nó tường minh một chút, được chưa? Ok, chúng ta sẽ có là post exit. Post exit. Ok, chúng ta không cần đặt name cho nó cũng được, đúng không? Đó, chúng ta sẽ lại về copy cái tên này vào category, chúng ta tạo ra một action, một cái function mới, public function. Đó, post post exit, đúng không? Rồi, ở bên kia các bạn chú ý khi mà cái danh cái này của thầy có gửi kèm theo tham số, vậy thì container này của thầy cũng phải có tham số là donor để chưa ạ, ID. Đó, tiếp tục, bởi vì chúng ta sẽ xác định là gì, chúng ta gửi form lên, chúng ta sẽ dùng cái request, request, và chúng ta sẽ dùng cái add cho nó cái donor get query. Đó, ok. Rồi, thì tức là trong đây nó có hai tham số. Tham số nhất là cái request, request thì lấy từ trên form lên. Và có cái ID, ID là chúng ta gửi trên URL về. Đó, được chưa? Rồi. À, tiếp tục, các bạn cũng sẽ DD ra. Thứ nhất, chúng ta DD ra request trở đến on. Xem nào, có được cái gì không. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện trải lại. Chúng ta kích gì đấy, D chẳng hạn. Đó, nó bảo là null các bạn ạ. Null này, thì quét trỏ để ôn nó lại bảo là null. À vậy thì chúng ta lại quay lại cái trang exit.blade.pp chúng ta xem. Quay lại category on là phải là phương thức và chúng ta sẽ thiếu cái ngoặc tròn, đúng không? Sorry các bạn. Chúng ta sẽ chạy lại. Thêm mới. Đó, có cái name và token y hệt như cái thêm mới, đúng không? Tuy nhiên này, khi mà sửa đúng không? Ở đây trường hợp này nó ít thông tin thì chúng ta nhớ, ví dụ như làm cái chức năng sửa danh mục thì kích vào đây chúng ta biết được chúng ta đang muốn sửa cái quần âu thành cái gì đó. Tuy nhiên nếu mà chúng ta làm cái cho cái sản phẩm chẳng hạn, thì cái sản phẩm nó một đống cái trường như vậy thì liệu chúng ta có nhớ được không, đúng không? À vậy thì khi mà thực hiện chức năng sửa giống như PHP thuần thời dạy là chúng ta cũng sẽ phải gì ạ, phải in ra được cái tên của người ta muốn sửa ở đây theo cái ID, được chưa? À vậy thì chúng ta sẽ làm tương tự thôi, chúng ta sẽ vào cái action exit do cái router get này nó tạo lên, đúng không? À, nó gọi vào, được chưa? Sau đó chúng ta cũng sử dụng cái phương thức print để chúng ta tìm ra được cái bản ghi tương ứng với thằng này, đúng không? Sau đó các bạn đừng có quên nhiệm vụ là chúng ta sẽ phải gửi cái biến đấy sang, đúng không? Hôm trước gửi biến đấy sang thì thầy dạy các hả? Hay đấy là sao? Hôm đấy chúng ta hôm trước thầy gửi biến sang, đúng không? Chúng ta lại dùng hàm compact, đúng không? Compact bắt chúng ta đẩy biến đấy sang view bằng cách là tên của thằng này bằng đúng với thằng này, tuy nhiên nó phải nằm trong cái dấu nháy, được chưa? Ok, bây giờ sang view chúng ta mới có cái để mà value bằng cái như bạn Khánh Dương nói, được chưa? Ok, bây giờ sang cái view exit, chúng ta sẽ thêm cái trường value và chúng ta sẽ echo ra cái biến mà chúng ta gửi đi,
đấy là biến gì? Category. Và chúng ta sở đến cái cast name của nó. Chưa? Ok. Thì lúc này quay lại view này, chúng ta sẽ nhận được cái tên ở đây. Chúng ta có lỗi cú pháp và dòng số bao nhiêu? 25. Để xem nào. Thiếu cái gì ta? Dona, đúng không ạ? Tên biến. Được chưa? Nó lại sao? Đó, hiển không sợ chó, nó hiển thị ra đây. Đúng không? Ví dụ kích thử cái khác này. Quần Âu này. Văn DG này, à Văn Du này. Yeah. Ví dụ chúng ta hiển, chúng ta sẽ sửa cái tên hiển không sợ chó này được, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ sửa này. Sửa đúng không? Rồi khi mà người dùng điền cái gì vào đây, ví dụ hiển không sợ chó thành hiển sợ chó chẳng hạn. Đó. Rồi, thêm mới. Đó, nó sẽ cái name là hiển sợ chó. À, vậy thì chứng tỏ chúng ta đã lấy được cái gì ạ? Chúng ta sẽ lấy được cái value ở từng cái input một. À, dựa vào cái request này. À, bây giờ chúng ta lại thực hiện cái nghiệp vụ giống y hệt như cái vừa rồi. Thứ nhất là chúng ta cũng sẽ phải dùng cái này để chúng ta fill. Được chưa? Cái thứ hai là chúng ta dùng category, các bạn trỏ đến update. Đó, cái hàm update của nó, à cái phương thức update cũng truyền vào là một cái mảng. Được chưa? Cái mảng này chúng ta sẽ liệt kê nó ra các cái trường mà các bạn muốn update. Ví dụ ở đây thầy chỉ có mỗi cái trường là name thôi thì thầy chỉ có một cái thôi. Và đây nó là mảng thì chúng ta sẽ phải viết là thứ nhất cái key trỏ đến value của nó. Value ở đây chúng ta sẽ lấy bằng cách là dona request trỏ đến cái gì nhỉ? Cái gì thì chúng ta phải nhìn vào đây chúng ta mới biết. Đấy chính là name, được chưa? Ok. Rồi xong. Đó, chuyển xong thì các bạn lại gì? Lại gì ạ? Return. Chúng ta lại có redirect. Chúng ta sẽ chuyển nó sang. Chúng ta có redirect sang cái router. Router và chúng ta sẽ điền router ở đây là case needs ở đây. Được chưa? Ok, bây giờ chúng ta sẽ chạy thử. Rồi, chúng ta sẽ sợ hiển không sợ chó thành hiển sợ chó và cập nhật. Đó, thì ở đây nó sẽ hiển thị xong cái xóa, nhầm, sửa, được chưa? Ok. Chúng ta sẽ dừng lại khoảng gì nhé? Tiếp theo là chúng ta sẽ làm cái action xóa. Xóa này. Được chưa? Xóa thì chúng ta đơn giản chỉ cần tạo ra một cái router thôi. Router này để chúng ta gửi đi xem biết là nó xóa của thằng nào thôi, để nó lấy về cái ID thôi. Chúng ta có category. Sau đó các bạn cũng truyền theo một cái tham số là gì? ID, đúng không? Để chúng ta biết được xóa của thằng nào. ID này. Rồi chúng ta cũng là phải tương như thế, chúng ta cứ theo cái luồng thôi, tạo ra một cái consumer rất là dễ rồi, đúng không ạ? Đó, để mấy hôm nữa các bạn thành thục tạo cái này rồi thì thầy dạy các bạn một cái loại router gì suộc, không phải viết nhiều như này đâu, đúng không ạ? Rất là nhanh thôi. Tiếp tục chúng ta có đây. Đặt tên cho nó, ví dụ như là chúng ta có name là Dennis. Case. Yeah. Rồi, đấy là thứ nhất là chuẩn bị được cái router. Bước thứ hai là chúng ta sẽ vào viết ngay consumer dựa vào các action mà router nó gọi đến, chính action Dennis. Ok, vào trong đây chúng ta tạo thêm một cái public function. Ok, bên kia truyền tham số, bên này chắc chắn cũng sẽ có một tham số nhận về, thì chúng ta thầy đặt nó là cái dona ID ở đây. Được chưa? Tiếp theo thầy cũng sẽ dd cái dona ID ra. Ok. Bước thứ ba là chúng ta sẽ gắn vào thẻ A, gắn cái link của cái link này, lúc này nó sẽ gọi đến cái router. Vậy thì chúng ta sẽ mở cái nit index ra, đúng không ạ? Đây là cái nút xóa tương tự như thằng sửa kia, các bạn cũng dùng cái bốn xoắn, sau đó chúng ta sử dụng cái hàm router.
Router này truyền vào hai tham số. Nếu mà tham số thứ nhất là tên của cái router mà chúng ta đã định nghĩa ở cái file web.php, đấy chính là Dennis Kate, đúng không ạ? Kate. Đây. Tham số thứ hai là các bạn sẽ truyền vào đây mã nếu mà cái router đó có tham số. Nếu mà một thì các bạn có thể truyền theo cách của bạn Hiển là ghi luôn vào được. Ở đây thì thầy sẽ viết theo cái mảng để cho các bạn. Còn lần sau có thể gửi thêm nhiều tham số thì chúng ta sẽ viết ở đó. À, ok, bây giờ chúng ta tương tự cũng sẽ có kate trở đến ID. Được chưa? Và nút xóa. Bạn nào thích thì chúng ta có thể viết cái return confirm gì đấy vào đây cũng được. Đúng không? Bây giờ thầy sẽ chạy lại. Kích vào nút xóa. Kích vào quần ô. Đó, lấy được ID bằng 2, được chưa? Vậy thì tiếp tục chúng ta sẽ làm cái phương thức xóa như sau. Chúng ta sẽ viết luôn ở đây nhé. Vào thằng này chúng ta đầu tiên, bước đầu tiên cũng phải lấy về ID như vậy, đúng không? Chúng ta sẽ có cái category 4 chấm phương thức là Dennis. Và trong đây các bạn sẽ trước hết Dennis thì các bạn sẽ tìm kiếm Finn. Fin này, được chưa? Fin sau đó chọn vào cái phương thức Dennis. Cái phương thức Fin này thì các bạn truyền vào đây là ID, đúng không? Bởi vì nó sẽ tìm theo cái chính. Rồi, bây giờ thầy sẽ chạy xóa. Khi mà xóa thì nó lại chạy sang cái file là Dennis Kates và 2. Bây giờ thầy loát lại cái nít này. Loát lại nít nhá. Nó mất cái kia đi rồi, đúng không ạ? Mất cái quần âu đi rồi. Tuy nhiên là sau khi mà một lần xóa, thầy muốn nó quay lại luôn cái trang này thì thầy sẽ có thêm cái thuộc tính như sau. Chúng ta có return. Chúng ta có return này. Chúng ta có redirect. Chúng ta có back. Yeah, để quay lại cái trang ban đầu. Quay lại cái trang trước. Đó, return direct back. Thực hiện lỗi cú pháp dòng 51. Rồi chúng ta sẽ mở dòng 51 ra xem nào. Gì tên gì redirect patch. Xin lỗi, nó thừa cái dấu này. Ok, chạy tiếp nào. Rồi xóa ghế dụ, xóa Nguyễn Du đi. Đó, nó quay lại luôn đúng không? Tuy nhiên là thầy vẫn chưa ngụ ý lắm, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì xóa nó thành công thì nó phải báo một cái gì đó, phải nhìn vào đây để biết được có xóa được hay không, đúng không ạ? Vậy thì ở bên Laravel nó cung cấp cho các bạn thêm một cái nữa, đấy chính là cái flat message. Nó dựa vào cái section để nó tạo ra cho các bạn một cái flat message. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái đấy. Chúng ta sẽ trỏ đến. Nếu mà thành công ấy, thì các bạn sẽ có cái width. Cái width gì nhỉ? Có cái width gì? Hiển nó làm được cái này chưa? Để cái này chưa? Nó có cái width gì nhỉ? Tên session. Chờ đợi message. Ok, nhưng mà nó hơi dài. Laravel từ phiên bản hình như là bản là 6x thì nó đã có cái này rồi các bạn. Không biết thằng này nó còn không. Success là cho cái thông báo thành công. Success này, được chưa? Rồi bạn đưa cái thông báo vào, ví dụ như là xóa xóa bản ghi thành công. Đó. Ok, sau đó các bạn nhớ này, with success này, sau đó bạn đưa một cái lời nhắn này, sau đó mở cái trang view ra, cái view ra này. Bạn sẽ thiết kế thêm một cái, bây giờ thầy sẽ phải tìm một cái để thầy điền nó vào nhỉ. Thầy sẽ thử cái
DS3 alert success có nhỉ? À có đấy. Đó, hãy thử nhá. Cái button này để vẫn đi nhá. Button này vẫn đi thôi. Button để lại hay vẫn đi nhỉ? Vẫn đi đi. Để lại đi. Rồi thầy sẽ có một cái span ở đây. Để cái title đi. Để cho nó in đậm, đậm lên nhìn nó rõ. Ví dụ như là chúng ta có xóa thành công. Để nhìn xem nó có đẹp không đã. Không đẹp thì thôi vứt đi. À được đấy nhỉ. Yeah. Vẫn hơi xấu xấu thôi kệ đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem là nếu mà có thì chúng ta mới hiển thị cái này ra. Đầu tiên vào chưa hiển thị cái đấy ra. Thì trong cái flash message success của thằng Navel thì nó cung cấp cho các bạn, nó viết dựa vào session. À bây giờ chúng ta sẽ có kiểm tra. Và đây là cái cú pháp viết if else luôn trong thằng plate này. Dona if để viết cái if này, được chưa? Rồi viết dona if xong viết if phát phải đóng if luôn. Đó. Dona and if được chưa? Đó, mở đóng if đấy thì nó thay vì là mở đóng thì nó có cái a còng không phải dona. Được chưa? Viết điều kiện trong đây như bình thường. Điều kiện ở đây là gì? Session. Session này 4 chấm has, tức là nếu mà có cái session có tên là success, đúng không? Success. Success này. Success viết sai rồi. C. Ok. Thì chúng ta mới in ra cái đấy chẳng hạn. In ra thì thầy sẽ có cái gì đây? Thay vì cái câu thông báo như này thì thầy sẽ có cái này. Cái gì nhỉ? Có cái bướm xoắn này. Chúng ta có session này. Vẫn có cái session này. 4 chấm này. Chúng ta có get. Get cái đấy về. Get cái cá success về. Cái này về này. Đó. Success viết đúng chưa? Hai chữ S, hai chữ C, đúng rồi bạn. Rồi bây giờ thầy sẽ chạy nha. Đâu rồi? Đây. Đầu tiên loát vào này, chưa có này, xóa này. Xóa Tuấn Anh đi này. Đó, xóa bản ghi thành công, được chưa? Chính là cái chỗ mà cái container chúng ta gửi theo một cái with success này. Thế thông báo ấy, được chưa? Đó. Đơn giản nhỉ. Tương tự xóa cái này đi như thế. Đó, xóa bản ghi thành công. AK này, xóa bản ghi thành công. Được chưa? Tương tự như thế thì cái sửa các bạn cũng có thể truyền được sang cái message. Đây, cái sửa đây. Sửa đâu rồi? Podesis này nếu mà sửa thành công, chúng ta kiểm tra xem nếu mà sửa thành công thì chúng ta sẽ chuyển sang, đúng không? Tương tự router này chúng ta cũng có with cái này phương pháp nữa, đúng không? Chuyển nó vào đây, ghi là cập nhật thành công. Nhập thành công, được chưa? Thì bây giờ thầy vào thầy sửa thử nhá. Sửa cái á đù à. Sửa này. Thành á đò. Sửa. Đó, cập nhật bản ghi thành công, được chưa? Chuyển á đù thành á đò. Ok.